bồi ngồi. Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắn môi, dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy. Người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liền loanh ngã xuống khắp đơn vị tiếng thương. Đôi đứa tôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắc tay đầu môi chiều khô chiến mưa sụt sôi. Nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người trai nở sương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Xin giới thiệu hai con đầu giải mã MD Kenwood 5090 và 7090. Hai con này là giải mã không cần đĩa mồi và không cần đĩa mồi. Đặc trưng của dòng Kenwood là tiếng trung rất là tốt, tiếng bass và tiếng chép vừa phải. Nghe nhạc cũng hay, mà nếu mà làm giải mã hát karaoke từ YouTube xuống cũng rất là chuẩn. Giá cũng rất là mềm, hai con này giá trên 3 triệu một chút xíu. Dạ. Yeah. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp với em. Dạ, yeah. Xin cảm ơn. Số điện thoại 0907 456 222. Dạ. Yeah.